Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với chúng tôi trong một điểm tin và đọc báo hàng ngày trên đài VNTV 57.3. Thưa quý vị, bây giờ mình trở lại cái tin tức bầu cử sôi nổi một tí. Em cứ nghe cái dịch bệnh hoài nghe nó cũng khủng hoảng lắm. Cái chuyện bầu cử thì chắc chắn là phải vào cái tháng 11 này rồi. Nó quan trọng cho cái nước Mỹ ghê gớm lắm thưa quý vị. Nó không quan trọng còn hơn cái dịch bệnh này nữa. Xin phòng máy cho cái link số 3. Bây giờ đó là rõ ràng người ta thấy rồi. Bên Dân Chủ sẽ là ông Joe Biden và bên Cộng Hòa sẽ là Tổng thống Donald Trump. Đấu. Mà ông Tổng thống hơi ghẹo, ông họp báo, ông cứ nói khi mà ông biết được là ông Sanders đã rút lui đó, tuyên bố rút lui đó, thì ông nói bây giờ tôi sẽ đấu với Sleepy Joe. Sleepy Joe đúng không? Joe Biden đó. Ông đặt ông cái tên, ông thích đặt người ta nickname đó. Nhiều người Việt Nam mình cũng vậy, thí dụ như thằng đen, thằng nhân lùn chẳng hạn, để nó dễ nhớ, thí dụ vậy. Thì bây giờ đây thưa quý vị, cái chuyện mà hai ông đấu với nhau đây thì mình thấy so sánh đi, rồi những cái thống kê nữa để mà mình nhìn ra được cái cuộc diện, mình mường tượng thôi chứ còn cái thực tế thì dĩ nhiên nó cũng phải đợi bầu cử xong mới biết. Thì bây giờ mình nhìn qua ông Biden mình thấy thế nào? Ông này là ông là một người xuất thân từ giới bình dân. Ông không có phải là con nhà dòng dõi nha. Ông Donald Trump là con nhà dòng dõi đó, con nhà tỷ phú rồi đó. Khi ông còn nhỏ là ông đã đi học là giàu có rồi. Còn ông Biden thì xuất thân từ con nhà bình dân. Ông cũng là luật sư đó. Thì vì vậy cho nên á, bây giờ ông có hai cái lợi thế đối với Tổng thống Trump. Trước là Tổng thống Trump. Khi thứ nhất á, ông xuất thân từ giới bình dân và trung lưu thì giới này họ ủng hộ ông. Bởi vì đồng cảm mà, mình cùng một cái thành phần giai cấp, nói theo kiểu Việt Cộng, thành phần giai cấp. Thì còn ông Donald Trump thì ông con nhà giàu, ông sống từ nhỏ trên nhung lụa rồi. Tuy nhiên ông cũng rất bình dân chứ không phải là ông kiêu ngạo đâu. Tôi thật sự tôi thấy nhiều cái bình dân ở ông lắm. Thì nhưng mà đều cái chuyện mình so sánh cái background vậy đó. Thì bây giờ trong cuộc thăm dò dư luận thì ông Biden chiếm được cảm tình của dân hơn Tổng thống Trump. Cái này rất nguy hiểm nha quý vị. Thành ra Tổng thống phải ráng để lấy cảm tình, đừng có nổi nóng dội. Thì cuộc thăm dò ý kiến cử tri cho hãng Reuters cho biết là hãng Reuters này uy tín lắm, SOS tiến hành ngày rồi hôm tháng 3 đó, thì đối với 1.000 người Mỹ trưởng thành, Mỹ người này là có uy tín đó, thì cho thấy là 45-46% sẽ ủng hộ Joe Biden, trong khi đó Tổng thống Trump từ 40-41%. Số lẻ lẻ thì mình tính gọn nó vậy, trong khoảng đó thì cái chuyện 5% cũng quan trọng lắm. Thành ra thắng thua có mấy phần trăm mà quý vị, chứ còn không có lớn lắm đâu. Thì cuộc thăm dò khác của Đại học CUNY Park tiến hành mới đây nhất ngày 9 tháng 4 thì ông Biden nhận được sự ủng hộ 49 cử tri trên cả nước, trong khi ông Trump chỉ được 42, thua tới 7 điểm. Đấy, cuộc cho thăm dò còn cho thấy phần lớn người Mỹ tin rằng ông Biden làm tốt công việc quản lý đất nước Mỹ trong cơn khủng hoảng hơn là ông Trump. Còn ngược lại thì khoảng 43% cho rằng ông Trump sẽ làm tốt hơn ông Biden về cái vấn đề đó. Thì bây giờ đó, ông Biden ông lập một cái bộ tham mưu mới rồi, bởi vì bây giờ ông là coi như là chính thức rồi chứ không còn gì nữa. Ông kia rút lui đâu còn ai nữa. Thì là ông Bernie Sanders đó, thì bây giờ ông chính thức. Và cái mục tiêu của ông hôm nay, ông sốc là cái bộ tham mưu của ông để ông đối đầu với Tổng thống Trump. Thứ hai là ông chọn một phó tướng cho ông. Mà bây giờ đó, ông đã tuyên bố trước đây, tuần trước là ông nói sẽ có một người phụ nữ đứng phó trong cái liên danh ông. Thì người ta list ra một số, trong đó ở tiểu bang Cali của mình có bà Kamala Harris, bà nó hội đủ yếu tố. Thứ nhất, bà là người da màu. Bả người Ấn Độ lai, người Mỹ đen, thành ra được một cái là chiếm được cái số phiếu của người da đen. Mà chính ra ông Biden ông hồi sinh được, chứ ông chết rồi hai cuộc bầu đại cử tri đoàn đó thì ông thua hết. Qua lần thứ ba ở South Carolina ông thắng,
nhờ cái thành phần Mỹ Đen này. Thành ra bây giờ mà không có người họ đại diện trong trong liên danh ổng thì ổng mất cái này rồi. Nguy hiểm lắm, có thể ông chọn da màu. Nhưng mà có cái điều là bà Kamala lại bà yếu quá đi, bà không có kinh nghiệm gì quốc tế. Mà ông nói rằng ông cái tuổi lớn rồi, 77 tuổi, nếu mà ông có mệnh hệ gì thì là lập tức là người phó tổng thống, là phải là tổng thống lập tức trong vòng 1 phút, là phải xử lý được mọi vấn đề của thế giới chứ không phải lâu thôi gì hết, không có học hỏi gì trong chuyện này. Đấy, thưa mời anh. Dạ vâng, trong khi đó những nhà lập pháp gọi cho tổng ông Bộ trưởng Bộ Tài chính là Mnuchin là ông làm ơn dùng cái quyền lực của ông để stop những cái người mà debt collector, tức là đi chuyên cái vị nợ, rồi cái vị sẽ bị những người cái debt collector nó đi nó thu tiền. Thí dụ như nó vô trong cái nó gọi là garnish á, tức là vô trong cái lương của cái vị nó lấy. Thì ông này ông nói là những người là hiện giờ người ta không có tiền người ta ăn, mà nếu mà những cái người debt collector vô lấy tiền thì người ta lại không có tiền ăn, nên cho muốn ông Bộ trưởng Bộ Tài chính ông dùng cái quyền lực của ông để ngăn ngừa cấm không cho những cái người debt collector này vô lấy cái tiền của người ta, tức là phải để cho người ta ít 1.200 cho individual hoặc 2.400 cho vợ chồng và 500 đồng cho mỗi đứa con, thì nó match với lại cái con số mà Tổng thống Donald Trump cho những người taxpayer. Thì tức là nhiều khi quý vị bị debt collector nó vô connect collect, mà quý vị ông Trump cho 1.200 xong lấy 1.200 tịch thu luôn để trả cái nợ thì đâu còn tiền để ăn nữa. Thành ra những người nhà lập pháp yêu cầu ông Bộ trưởng Bộ Tài chính dùng quyền lực của ông để stop, gọi là direct payment, không có được lấy thẳng từ những cái tiền phải để ra cho người ta ít nhất 1.200, 2.400 để mà ăn, trên đó thì mới lấy thì lấy, chứ còn ít nhất là mỗi người được 1.200. Vâng, Ra cũng là tin vui. thưa anh, tôi thấy có nhiều ký giả họ lên phỏng vấn cái team của tổng thống, họ hỏi tiền đâu chưa thấy gì hết, thì tiền thất nghiệp cũng 17 triệu người đã mất job rồi ra anh, là từ hồi bắt đầu cái chiến dịch về mà cái tuần rồi đó là đến tới 6,6 triệu đó, Đúng. mỗi một tuần thôi mà lên tới 6,6, mà là 6,6 rồi cộng mấy tuần trước nữa lên trên 17 triệu người rồi, thì bây giờ tiền đâu chưa thấy gì hết, mà tiền về về nói là doanh nghiệp rồi cho 1.200 cũng chưa thấy gì hết Đấy. đấy, rồi là anh thấy thế nào, anh thấy nó có ngày không, Dạ người ta đang cần. thưa, đầu tiên thì lúc mấy người đó ra thì mấy người đó là trong vòng 3 đến 5 ngày là có check, nhưng mà nhiều người không có. Vâng. Nhưng mà cái thất nghiệp á, thì tôi thấy có nhiều người người ta file và người ta đã nhận được rồi. Ờ vậy à. Thì nó đưa cho những cái nó mấy cái check mà nó đưa cho giống như thẻ ATM card á. Dạ. Thì nó bỏ tiền cho sau đó mình rút ra. Vâng. Thì tôi thấy cái tiền thất nghiệp thì có. Vâng. Nhưng còn những cái tiền khác 1.200 thì tôi chưa thấy có người nào nhận được chưa. Đúng rồi, thì đó anh là nhà tài chánh thì mấy cái đó anh nắm vững, nói cho đồng bào yên tâm. Đấy. Bây giờ thưa 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 quý vị, hôm nay có cái tin này quý vị cũng may thời. Bên mình đó, thì có câu nói là cóc mở miệng đó. Cái ông Việt Nam này ông sợ ông Trung Quốc, như là ông gặp là cái miệng ông đớ lưỡi ông rùng nhưng mà bây giờ ông chắc có lẽ Mỹ thổi ông móng, ông là ông lên gân, ông lên tiếng phản đối Trung Quốc ở Liên Hợp Quốc, ông chưa bao giờ dám nha quý vị, kể cả phản đối mà cấp quốc gia như nào ông cũng không dám nữa đó, ông chỉ lên tiếng vớ vẩn thôi, cái bộ ngoại giao cứ nói tàu lạ rồi người lạ, lạ cái gì, nước nào nói ra nước đó, người nào nói ra người đó, tại sao lại phải nói những chữ mơ hồ như vậy đấy, đấy là sợ hãi. Nhưng mà hôm nay thì Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 9 tháng 4 khẳng định rằng công hàm phản đối Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc đã thể hiện đầy đủ lập trường nhất quán của Việt Nam đối với lợi ích hợp pháp và chính đáng của Việt Nam tại Biển Đông. Xin phòng máy xem có cái hình nào ở Biển Đông, hoặc là cái link đó thì tôi có ở đây, là cái link, thưa quý vị, ok, link số 7, ok. Bây giờ thế này, trở lại cái tin đó, thì bà Lê Thu Hằng khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là giải quyết các tranh chấp Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đấy. Như đã được thể hiện trong Công ước Liên Quốc về luật biển, việc lưu hành công hàm tại Liên Quốc là bình thường, thể hiện gọi là bình thường thì nói thật cho Trung Quốc nó rất ghét cái vụ này nha quý vị, ấy là vì là sao, là mất mất uy tín đó. Nó là ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an mà 5 nước quyết định về vấn đề tồn vong của thế giới đó, thì nó bị mất mặt,
Trong công hàm này đó thì đã gửi lên cho Tổng thư ký Antonio Guterres, thì phái đoàn thường trực của Việt Nam bác bỏ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Việt Nam tái khẳng định lập trường rằng cơ sở pháp lý duy nhất cho việc xác định vùng biển pháp lý trên biển, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, chứ không phải cái gọi là quyền lịch sử của Trung Quốc. Ông Trung Quốc ông nói, hồi thực cái đời rồi mấy ngàn năm trước rồi, ông nói là người Trung Quốc ở đó. Rồi bởi vì lúc đó nước Việt Nam chắc có lẽ là bị nô lệ với cái thời Bắc thuộc đó, thì ông tính nước Việt Nam là người Tàu. Buồn cười đó. Thì ra ông nói là có người Trung Quốc ở đó. Rồi Philippines, quý vị thấy họ kiện ra rồi, họ thắng kiện thời ông Aquino đó. Thành ra bây giờ Việt Nam công bố cái này để làm chi? Thì theo các nhà bình luận, họ công bố cái này ra rồi, cái lập trường của họ lên Liên Hợp Quốc rồi một cách thẳng thắn như vậy để chi? Để mà họ sẽ kiện Trung Quốc đó. Kiện ra tòa án thì có cái vết tích đó, cũng như nói thật với quý vị, bây giờ đó họ phải cảm ơn Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vì Việt Nam Cộng Hòa, theo tôi nghe được từ những đô đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, ổng nói rằng biết thua chứ làm sao mình đủ phương tiện để mình đánh với Trung Quốc trong lúc đó. Nhưng mà vẫn phải đánh để làm chi? Để hàng trăm năm sau con cháu mình có cớ là vì chứng minh rằng Trung Quốc đã tấn công vào các đảo ở Hoàng Sa và chiếm của Việt Nam Cộng Hòa. Và từ đó đó, khi mà trong cái Liên Quốc có quy định rõ, cái chủ quyền không phải là dùng quân đội tấn công người ta lấy đất rồi nói mình có chủ quyền, cái đó cấm thành ra anh Trung Quốc cũng bị cái khớp này. Bây giờ đó ông Việt Nam ông mạnh miệng là cũng nhờ mấy cái chuyện này, thưa quý vị. Mời anh. Dạ vâng, trong khi đó ông thống đốc Newsom ở tiểu bang California là ông declare là independent, tức là tự lập phong chính phủ liên bang về vấn đề để ông đánh với lại COVID-19. Tại sao như vậy? Tại vì như quý vị biết là đây là một tiểu bang về tự đại dân chủ, thành ra cái gì mà được giúp bởi liên bang cũng rất là chậm. Thành ra trên phát biểu trên đài MSNBC, thống đốc Gavin Newsom nói rằng ông sẽ sử dụng một số lượng của California như là một nước quốc gia để mua các vật tư bệnh viện mà chính phủ liên bang đã không cung cấp. Tức là chính phủ liên bang rất là chậm giúp, bởi vậy là ông tuyên bố là ông sẽ độc lập và ông sẽ đi mua. Nếu tất cả diễn ra theo đúng kế hoạch, Newsom cho biết California thậm chí có thể xuất khẩu một số nguồn cung cấp đó cho các bang có nhu cầu. Tức là ông mua nhiều đến nỗi bây giờ mấy tiểu bang khác mà không có thì ông cũng sẽ cung cấp cho và ông bán cho. Thì như quý vị biết, tôi có involve một số cái mask project, thì tôi thấy tiểu bang California và tiểu bang Florida đứng ra nó mua mask rất là nhiều. Tức là mua mask, tức là đứng độc lập mua xong rồi sau đó có mấy cái mask đã có thể bán lại những cho những tiểu bang khác, cung cấp cho những tiểu bang khác. Thành ra tất cả những cái điều tôi đọc trong cái tin tức này tôi thấy đúng. Tại vì trước khi mà tôi đọc cái tin tức này tôi có làm thì tôi thấy, ủa tại sao California, Florida mà đứng ra đi mua mask là sao? Tôi tưởng cái đó là quỹ của liên bang rồi nó đưa lại, nhưng mà tại vì lý do là California nhận nó rất là chậm, thành ra lý do nó mua cái này sẽ độc lập. Vâng. Đến đây thì chúng ta đã đến phần quảng cáo và chúng tôi trở lại với quý vị sau đó.